chào mọi người. Hôm nay nhân dịp chỉ có một cơn mưa mà làm cho nhà bị ngập, nên tôi quyết định là tôi sẽ dạy cho những ai mà không biết bơi một vài kỹ thuật bơi. Nhưng mà tôi có một cái điều kiện là không được xăm soi vô nhan sắc cũng như thân hình của huấn luyện viên, mà chỉ nên tập trung vô kỹ thuật của anh ấy. Vậy nha. Đầu tiên tôi sẽ dạy bơi ếch. Đó, bơi ếch. Sao bơi ếch? Bơi đứng. Bơi đứng. Còn tới bơi sải. Bơi sải. Cuối cùng là bơi chó. Bơi chó. Con cái. Nước hồ hơi thối mọi người ơi.